mà giờ chú mưa không đứng ở đó không dòm nè. Năm đầu tiên em đi cũng là năm mưa lớn, cũng là năm đông người nhất nha. Đi chuyến này thì em đầu tư cái cây cho quay coi trong điện máy xanh đó gần 2 triệu, đầu tư quay mới được. Thấy không lát không có chú xe, chú nhìn thấy không, thấy đang lát. Gió à, hay hay hay, mùi mát trời mát đất. Ơi trong khuya đi luôn, tối nay tính qua xe hàng xe qua ngủ mà chỗ này ướt như chuột rồi. Mưa lớn quá trời mưa rồi mà nó mưa em qua nhỏ, nó mưa này nhiều nhé. Hôm xuống đây có khoảng 10 giờ mấy 11 giờ chứ anh chị, phải uống ăn có 2 cử. Vậy thì không kẹt xe nữa, kéo dăm xíu hết mưa ướt cái chuột lọc hết. Quá chạy. Nãy ở đây là kẹt xe cứng ngắc luôn rồi, bây giờ chút nóng rồi, mà chút xíu hết mưa nha, tối rồi nữa. Đi dạ ha, ở đây vô mua đồ luôn, chú mua vô mua đồ luôn. Cháu mình ngủ đây hay sao? Đây là gì? Gì hả? Gần em chú? Tân Châu hả? Chỗ nào Tân Châu? À, xã Phú Thạnh hả? Chú có đi giống chưa? Không vô chưa? À, vậy là đi về đó hả? À, về luôn hả? Dính trưởng luôn. Hello, hello, hello. Anh sẽ gặp được sau nhớ phút đó nha. Hiện tại giờ hết mơ của chú chị ơi, hết mơ rồi, ăn đổ xô về hết chưa. Có một cục tắp vô, tắp bên tay trái màn hình là tắp vô, tắp bên tay phải là tắp về. Giờ hết mơ luôn rồi, em cầm máy quay vô của chú chị xem á.
chiều chỗ này thấy một mưa không? Thôi cầm sớm giờ mà ngang qua giờ có tay đây luôn chứ gì. Wow. Giờ là tạnh mưa còn mưa lâm dâm nhé, râm râm. Cô anh chị thấy trên cái đèn không đó, mưa li ti li ti. Quá trời luôn, lấp vô người ta. À, mấy người này quay cặp là vô đây là ngủ lại nhé. Okay. Đang ở An Hòa Tự, ngày mai mình sẽ về Tô Đình. Tô Đình một vòng luôn, chắc về bay sự mình luôn á. Mưa này không đi quay của chú thì xem được nghe thông cảm nha. Giờ hiện tại là ngồi chỗ, giờ hiện tại giờ vô đó cũng không được đâu. Em đang ở cổng sau nha, sau An Hòa Tự. Ông vui trở lại nhau chú anh chị. Nè, nếu mà không quay em xém bây giờ điện thoại nha. Cô chú anh chị đi đi chỗ đông người á, điện thoại dây chuyền trang sức phải cẩn thận nha. Hồi sớm kẹt xe ở đây cũng dừng dây chuyền nha. Chứ bị móc túi nữa. Nhiều lắm, nhiều anh phần lắm nha. Chỗ đông người của chú anh chị nhớ nha, tiền bạc trang sức là ngang cẩn thận, không phải là một hai người đâu, ngạt người hết á. Trong đó mình là con mồi á, mình sẽ đứng chính giữa, mười mấy đứa, mười mấy người á đứng xung quanh mình. Mơ là giờ này giờ đó cái chỗ ngủ biết có chỗ không đi, đi hai đi tay đi thứ hai á nó mệt. Hiện tại gì hết mưa của chú anh chị rồi, sẽ đi vô đoàn xe hoa nha. Có mưa mà có mưa nè. Sớm mưa rất lớn luôn. Wow. Kẹo chỉ tuổi thơ, kẹo chỉ tuổi thơ.
lời mời leo mời quá. Tao quay điện thoại rồi, ta dùng kỹ điện thoại lại. Đang cắm sao mà tự nha. Đi vô á. Sôi nước sôi nước sôi. Vẫn đông người, vẫn đông người nha. Thank you.